Ngũ vị tạp trần, nàng không nói nên lời, chỉ yên lặng đi về phía trước. Nàng muốn làm cho cái mãnh liệt mà mê man, đau đớn trong lòng biến mất đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới phát hiện có một thân ảnh đi theo sát sau lưng nàng. Thân ảnh này giống như hình bóng của nàng, chưa từng rời xa nàng. Nàng quay đầu lại thì thấy Lăng Vân Triệt đứng ở phía sau. Nàng thản nhiên hỏi, Khanh đi theo bổn cung làm gì? Lăng Vân Triệt theo sau như ý, cách xa ba bước, hắn nói, Vi thần vốn định cùng Tiến Trung công công hộ tống gia quý nhân hồi cung, nhưng lại thấy tâm tình nương nương không tốt, cho nên vi thần không thể khuyên giải, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau thôi ạ. Như ý miễn cưỡng nói, vậy thì tại sao không đi ở phía trước cầm đèn mà lại đi ở phía sau? Mi một hắn trong veo mà tươi cười, như là ánh trăng thanh đạm ở phía chân trời. Chính nương nương mới là người hiểu rõ con đường phía trước nên đi về hướng nào, cho nên vi thần chỉ cần đi ở phía sau là được rồi. Vì con đường nương nương đã đi qua, nương nương không cần quay đầu lại làm gì nữa. Như ý mỉm cười, được rồi, tâm cảnh của bổn cung giờ phút này không thích có người hầu hạ bên cạnh quá gần, nhưng nếu đi một mình, tịch mịch quá cũng lo sợ không yên, có Khanh ở bên cạnh thì cũng tốt lắm. Vân Triệt không cần phải nhiều lời nữa, chỉ yên lặng đi theo phía sau. Đi đến trước cửa Dực Khôn Cung, ánh sáng lồng đèn cung đình chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của Như Ý. Lúc này hắn mới hỏi nhỏ, vì sao cái thể hiện trên mặt của nương nương lại giống với vi thần năm đó vậy? Cái gì năm đó? Giống như là lúc vi thần hiểu rõ đã mất đi ý nguyện. Như Ý cảm thấy hắn là người sâu sắc, cho nên nhẹ giọng nói, Khanh nói không sai, bổn cung đúng là như vậy. Bổn cung có được một thứ cực kỳ quan trọng, nhưng cũng mất đi một thứ quan trọng phi thường khác. Được mất như vậy, đối với một nữ nhân mà nói, kỳ thật mất nhiều hơn được. Vân Triệt cười khổ, chắp tay thi lễ nói, vi thần chỉ hy vọng về sau nương nương luôn được an thuận, trải qua được mưa gió. Có cái chớp mắt cảm động giống như nước sông mãnh liệt, nguyên lai vẫn còn có một người thân thiết với mình như vậy. Nàng chợt mỉm cười, hiểu rõ thân phận của mình trong giờ phút này. Lăng Vân Triệt, Giang Dữ Bân đã xin bổn cung cầu cưới nhị tâm. Tuổi của Khanh cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ Khanh cũng đã có tiền đồ. Khanh có muốn cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp không? Bổn cung có thể vì Khanh mà an bài, cầu cưới một thục nữ. Thần tình Vân Triệt ảm đạm, nương nương quan tâm, vi thần thích tự do tự tại hơn, không nghĩ đến chuyện gánh vác gia thất. Hắn dừng lại, có thể ở bên cạnh hoàng thượng và nương nương thì đã là phúc khí của vi thần rồi. Như ý hơi gật đầu, ngửa đầu lên nhìn ánh trăng. Ngay cả chính mình có thể cảm thấy có phúc khí thì đó mới đúng là phúc khí. Cũng nhờ còn trẻ, cho nên cái tổn thương ngoài da thịt của nhị tâm cũng dần dần lành lặn lại. Chỉ là gân cốt bị tổn thương, cho nên chiếc chân trái của nàng vẫn còn chưa lành. Giang Dữ Bân lo lắng ngày đông rét lạnh mà làm tổn thương nguyên khí, cho nên một ngày ba lượt đem thuốc và đồ bổ đến cho nhị tâm dùng. Giang Dữ Bân rất là tận tâm. Nhị tâm tuy có thể đứng dậy nhưng vẫn không thể bước đi như thường, cho nên nhị tâm luôn thấy khổ sở trong lòng, không biết đã khóc bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy cũng đều có Giang Dữ Bân an ủi nàng, chỉ cần người không có việc gì là được, đi đường chậm một chút thì có gì quan trọng chứ. Ngoại trừ Giang Dữ Bân, Lý Ngọc mỗi khi rảnh rỗi cũng thường đến thăm nhị tâm. Hắn chỉ đứng bên cạnh không nói một lời mà chỉ ngắm nhìn thật lâu. Như ý thấy lạ nên có hỏi, Lý Ngọc xúc động rơi lệ. Nô tài và nhị tâm quen biết nhiều năm, thấy nàng ấy là một cô nương hoạt bát dễ thương, ai ngờ lại bị tra tấn thành bộ dạng này. Hắn quỳ xuống nói, nương nương, nương nương đừng cho nhị tâm ở lại trong cung nữa, cả đời này của chúng ta đều không được đi ra ngoài cung, xin nương nương hãy cho nhị tâm xuất cung đi. Tâm ý của Lý Ngọc chẳng phải cũng là tâm ý của chính mình sao? Đáy lòng của nàng liền sinh ra một tia khao khát. Nếu chưa bao giờ tiến cung, nếu có thể xuất cung thì thật tốt biết bao. Cuộc sống ngoài cung thế nào, nàng chưa bao giờ thấy được, nhưng chắc chắn sẽ không bị bao vây xung quanh bởi những bức tường hồng như vậy. Tâm ý Như Ý và Giang Dữ Bân kiên định nặng nề. Nhị tâm e ngại cái tàn phế của mình, sợ làm liên lụy Giang Dữ Bân, cho nên luôn nói, bây giờ huynh được Thái Y Viện coi trọng, muốn một người vợ tốt thì rất dễ dàng. Bây giờ muội đã già, chân lại tàn phế như vậy, muội gả cho huynh thật không xứng.
Cho dù Nhị Tâm có nói gì, Giang Dữ Bân không chịu buông tay, mà càng ngày Giang Dữ Bân càng cuồng dại. Như Ý lại nhiều lần khuyên giải, cuối cùng Nhị Tâm cũng chấp nhận. Ngày xuất giá tứ hôn đó, tất nhiên cả lục cung kinh động, từ lục quân cho đến cung nhân, ai ai cũng đều đến đưa tiễn. Thứ nhất là vì đây là tứ hôn mà hoàng đế ban tặng, Như Ý lại là phi tần có chức vị cao nhất trong lục cung. Thứ hai, Nhị Tâm là tâm phúc bên cạnh Như Ý nhiều năm, khi bị đưa đến Thận Hình Ti chịu hình phạt, nhưng vẫn tuyệt đối không bán đứng chủ thượng. Ai ai cũng khâm phục nàng trung nghĩa quả cảm, tất nhiên là hâm mộ không hết. Cho nên ngày đó náo nhiệt như ngày của một cách xuất giá bình thường. Như Ý luôn dặn dò Giang Dữ Bân phải đối xử tốt với Nhị Tâm, mỗi lần dặn dò là luôn ngẹn ngào. Vẫn là lục quân bước lên đỡ nói, hoàng quý phi vui mừng quá mức, ngày lành như vậy sao có thể khóc như vậy được chứ, thôi để thần thiếp che khăn von cho Nhị Tâm. Lục quân nể mặt như vậy cũng bởi vì Ngọc Nghiên đã rơi vào thế nghèo nàn, cũng như muốn làm thỏa mãn tâm ý của hoàng đế. Hải Lan và Ý Hoang xưa nay có giao hảo cùng với Như Ý, cho nên vui mừng tiễn Nhị Tâm xuất cung. Rốt cuộc cũng đến cửa cung, Như Ý cũng không thể ra ngoài, chỉ có Lý Ngọc đi theo làm bạn. Lý Ngọc nói, ta và Nhị Tâm có quen biết từ trước, quen biết lúc thời còn hàng vi, bây giờ Nhị Tâm cũng đã có chỗ nương tựa cả đời, ta cũng an tâm. Nhị Tâm cũng nên vui vẻ mà sống, trong cung đã có ta hầu hạ hoàng quý phi nương nương rồi, ta có 30 mẫu ruộng tốt, xem như ban tặng cho hai người nhất định không được từ chối. Giang Dữ Bân và Nhị Tâm tạ ơn, rồi cùng dắt tay nhau ra ngoài. Lý Ngọc nhìn theo hai người thật lâu, yên bụi hoàng hôn nổi lên bốn phía, thì lúc đó hắn mới quay lưng lại rời đi. Như thế hai người an tâm độ nhật, mỗi khi Nhị Tâm rảnh rỗi thì cũng đi vào cung. Như Ý thấy nàng động tay động chân nhiều, cũng thấy tội nghiệp, cho nên nàng chỉ cho Nhị Tâm dạy dỗ quy tắc cho các cung nữ. Như thế, Dực Khôn Cung chỉ còn có Lăng Chi và Vân Chi là hai đại cung nữ. Như Ý cũng không muốn nhận ai từ nội vụ phủ đưa tới, cho nên cung nhân của Dực Khôn Cung vẫn giống như trước. Yến Uyển cũng hay lui tới Dực Khôn Cung, tuy hoàng đế sủng ái nàng có ngày không, nhưng do nàng còn trẻ, lại có khả năng quan sát, cho nên dễ có được thánh tâm. Giờ khắc này đây chỉ có nàng, Như Ý và Thư Phi nhận được sủng ái. Sau khi Hiếu Hiền Hoàng hậu tạ thế được một năm, mẫu tộc hoàng hậu lo sợ trong cung không có nữ nhân nào xuất thân phú sát thị hầu hạ hoàng đế, cho nên liền đưa một nữ tử 16 tuổi vào cung. Nữ tử kia xuất thân phú sát thị, tướng mạo lại thanh lệ nhẹ nhàng, nở nang như ngọc. Hoàng đế cũng là lễ ngộ, cho nên vừa mới tiến cung, nữ tử kia được phong làm quý nhân, ban phong hào chữ Tấn và ở lại Cảnh Dương Cung. Mà Lý Triều cũng thấy Ngọc Nghiên thất sủng, cho nên cũng đưa tới một nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo, xuất thân Lý Triều, nhưng hoàng đế vẫn chưa muốn giữ lại. Ngọc Nghiên vốn nghĩ rằng mình lại có cơ hội, cho nên nhiều lần dâng lên hoàng đế các món ăn mà nàng tự tay chế biến, nhưng hoàng đế cũng chỉ nhận lấy, lại không hỏi đến tình cảnh của nàng. Vì vậy, ngày ngày Ngọc Nghiên ở Khải Tường Cung mà đánh đàn Lý Triều, Yến Uyển chỉ chê cười. Cô ta nghĩ tiếng đàn có thể đưa người tới sao, ngay cả người cũng đều không xứng, mà còn ở nơi đó chết già, vẫn phong lưu đa tình. Ngọc Nghiên vốn là người có miệng lưỡi sắc bén, xưa nay có nhiều người không thích nàng, cho nên không bao lâu, câu chê cười này của Yến Uyển ai ai cũng biết. Ngọc Nghiên xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nhưng lại không thể tranh cãi được với Yến Uyển. Bây giờ nàng lại mất đi trinh thục, cho nên không còn có thể bày tỏ với ai mà ôm hận, dày vò buồn khổ trong lòng. Hoàng đế ngó lơ mà yêu thương Yến Uyển, lại đem người cũ từ lúc còn ở vương phủ là Uyển Quý Nhân phong thành chức tần, cho nên trong cung dù có người mới nhưng hết thảy hòa thuận an bình. Mùa xuân năm sau, Thái Y Viện bẩm báo vài lần, nói cửu A Ca do Ngọc Nghiên sinh ra vẫn luôn ho khan cảm mạo. Thân thể cửu A Ca luôn luôn gầy yếu, từ khi ra đời đến nay đều luôn kiêng kỵ tiếng động mạnh. Tuy rằng hoàng đế lo lắng, nhưng chung quy cũng vì hắn có nhiều con cái. Cửu A Ca lại là con của một phi tần thất sủng, cho nên hắn chỉ dặn dò Thái Y và Hiệp Phương Điện chăm sóc chiếu cố một chút mà thôi. Giang Dữ Bân biết được tin này, liên tục cười lạnh. Tuy rằng nói y giả cha mẹ tâm, nhưng cũng phải xem đó là con ai mới phải. Ngạch nương làm ác thì con cái phải chịu tội thay, không phải sao? Y giả cha mẹ tâm có nghĩa là lương y như từ mẫu. Ngày ấy Hải Lan, Yến Uyển cùng Uyển Nhân đến cùng nói chuyện với Như Ý. Mỗi khi nhắc đến cửu A Ca thì ai ai cũng không thể không cảm thán. Hải Lan khẽ than một hơi, nghe nói mấy ngày nay tuy hoàng thượng quan tâm đến thân thể của cửu A Ca nhưng vẫn không để ý đến gia quý nhân.
Trinh Thục cũng đã bị đuổi về Lý Triều, nàng ta vừa mất thể diện, cũng mất đi cánh tay đắc lực, chỉ sợ những ngày sau càng khó khăn mà thôi. Yến Uyển nghe được mà bật cười, che miệng nói, hoàng thượng không phải cũng đã nói rồi sao, nói Gia Quý Nhân nếu lại làm loạn nữa, thì sẽ biếm nàng ta thành thứ nhân. Nàng ta có xuất thân Lý Triều, bây giờ lại không có người tâm phúc bên cạnh bày mưu tính kế, thì thử xem ngày sau của nàng ta thế nào. Nàng vui sướng nhìn Như Ý, lời ngọc miệng vàng của hoàng thượng đã chính miệng nói với hoàng quý phi. Như Ý từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười mà lộ ra chút chán ghét. Muội và ta đều không phải không biết, Gia Quý Nhân xuất thân Lý Triều, thân phận cũng không phải tầm thường. Yến Uyển có chút khó hiểu, thế thì sao ạ? Lý Triều luôn dựa vào Đại Thanh ta, cho nên vẫn luôn dâng nữ tử để làm phi tần trong cung. Nếu đã là phi tần thì phải tuân thủ cung quy, chuyện lần này không phải để nghiêm trị Gia Quý Nhân sao? Tuy rằng nghiêm trị nhưng không đến mức tuyệt tình, thần sắc Như Ý lạnh nhạt cũng có một chút bất đắc dĩ. Lúc trước Lý Triều dựa vào nhà Minh, cho nên đã nhiều lần đưa nữ tử vào cung làm phi tần. Cung hiến hiền phi quyền thị của Vĩnh Lạc hoàng đế, nhan sắc diễm lệ, lại có tài thổi ngọc tiêu, cho nên luôn luôn được sủng ái. Kể từ khi Đại Thanh ta khai quốc, bên Lý Triều cũng từng có chi thuyết tôn vương Nhương Di là muốn tôn sùng nhà Minh mà mâu thuẫn Đại Thanh. Lịch đại tổ tiên đã lung lạc từ lâu, rất khó khăn mới được bình ổn. Kim Ngọc Nghiên là vương nữ tôn thất Lý Triều gia nhập Đại Thanh, cho nên dù có thế nào, hoàng thượng cũng đều quan tâm đến thể diện Lý Triều. Bây giờ làm mất đi cánh tay tâm phúc của nàng ta, cũng coi như là khiển trách. Yến Uyển có vài phần thất vọng, nhưng Gia Quý Nhân làm bậy như vậy. Hải Lan ôn hòa mỉm cười mà cắt ngang lời nói của Yến Uyển. Người làm bậy ắt sẽ có nhận lấy hậu quả. Ta là người phàm tục thì cần gì phải bận tâm đến chuyện báo ứng chứ? Yến Uyển chợt hiểu rõ, chỉ ôn tĩnh mà mỉm cười, nhu thuận nói, Du Phi tỷ tỷ nói đúng, là do muội muội ngu muội. Uyển Nhân trời sinh nhát gan, vừa nghe liên tục niệm Phật nói, lúc trước Gia Quý Nhân không nên quỷ mê tâm hồn, nói xấu Hoàng Quý Phi và An Cát Đại Sư, Phật Pháp trang nghiêm như vậy, thì sao có thể bán bổ như vậy được chứ? Hoàng thượng lại là người xem trọng Phật Pháp, thật sự là... Hải Lan liếc mắt nhìn Uyển Nhân vui đùa nói, trong lòng Uyển Tần lúc nào cũng nhớ tới hoàng thượng nhỉ. Nàng thấy khuôn mặt Uyển Nhân đỏ ửng, cho nên cũng không muốn trêu chọc Uyển Nhân nữa, mà chỉ nhìn Như Ý ở trong điện, mà đứng trước Phật tượng, hai tay tạo thành chữ thập nói, An Các Đại Sư từng hy vọng Gia Quý Nhân có thể giác ngộ, nếu không tội nghiệp của nàng ta sẽ đổ lên hài tử của nàng ta. An Các Đại Sư tu hành cao thâm, nếu đã nói như vậy thì cũng có chút vài phần đạo lý. Bây giờ cửu A-ca ốm đau như vậy, không phải là do Gia Quý Nhân hay sao? Yến Uyển lấy chiếc khăn tay lau đầu ngón tay cười nói, đang vui vẻ mà chúng ta nói chuyện xấu người xấu này làm gì cơ chứ? Muội thấy thật kỳ quái, năm rồi Hiếu Hiền Hoàng hậu còn tại thế, hoàng thượng vẫn cho Hoàng Quý Phi tiến hành đại lễ Tết Hàng Thực mùng 3 tháng 3. Nhưng nay Hiếu Hiền Hoàng hậu đã tạ thế, sao hoàng thượng lại không tổ chức lễ này vậy nhỉ? Như Ý thở dài, hoàng thượng cố niệm tình cũ, chung quy Hiếu Hiền Hoàng hậu qua đời mới được một năm, Hòa Kính công chúa lại được gả đi, cho nên hoàng thượng khó tránh khỏi đau buồn. Yến Uyển cười nói, cũng đúng, tỷ tỷ đã là Hoàng Quý Phi, ngày phong hậu cũng đã sắp tới, nhưng có lẽ hoàng thượng vẫn còn thương nhớ Hiếu Hiền Hoàng hậu, cho nên mấy ngày nay thường đến cảnh dương cung của Tấn Quý Nhân, mỗi lần được sủng hạnh thì được ban thưởng thuốc mang thai, xem ra là đang hy vọng có được một hài tử của Phú Sát Thị. Hải Lan lắc đầu nói, kỳ thật nếu nói về hài tử của Phú Sát Thị thì chẳng phải mẹ đẻ của Vĩnh Hoàng là Triết Mẫn Hoàng Quý Phi cũng là Phú Sát Thị đó sao? Nghe nói từ cái ngày Vĩnh Hoàng bị hoàng thượng giáng chức, tinh thần vẫn còn hoảng hốt, lúc nào hắn cũng nói nằm mơ thấy Triết Mẫn Hoàng Quý Phi quỳ khóc bi ai. Ngày đêm bất an như vậy, bệnh tình càng ngày càng nặng. Hôm qua phúc tấn của hắn là Y Lạp Lý Thị tới gặp Hoàng Quý Phi mà khóc lóc sướt mướt, hoàng thượng cũng chẳng đi thăm hỏi hắn, chắc có lẽ là vì tiền triều bận rộn. Như Ý từ từ nói, Vĩnh Hoàng như vậy, Vĩnh Chương của Thuần Quý Phi cũng chẳng khác gì. Tuy rằng hoàng thượng cũng an ủi bệnh tình Vĩnh Hoàng, cũng hay lệnh cho thái y chăm sóc, chỉ là tình cảm phụ tử cũng đã tổn thương. Nghe nói phụ thân của Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi là Cao Bân, ngày đó bởi vì thất lễ trong tang lễ của Hiếu Hiền Hoàng hậu mà cũng bị giáng chức, cho tới nay vẫn chưa phục chức trở lại, cho nên về sau mỗi tiếng nói cử động đề cập đến Hiếu Hiền Hoàng hậu, ai ai cũng nên cẩn thận một chút. Mọi người nói chuyện như vậy thì liền có cung nhân đến thỉnh Như Ý đến dưỡng tâm điện, nói là hoàng đế có được một bức họa Nguyệt Ba Suy Địch Đồ nên muốn cùng Như Ý thưởng lãm. Mọi người biết xưa nay hoàng đế và Như Ý yêu thích nhất là thi họa.
đôi khi còn tự tay vẽ bản vẽ đưa đến nội vụ phủ chế tác đồ sứ. Yến Uyển cùng Xuân Thiền, Lan Thúy quay về, nghĩ đến Vĩnh Thọ Cung cũng nên có chút đồ sứ vào ngày xuân, cho nên liền vòng qua Ngự Hoa Viên để đến đồ cổ phòng nhận ít đồ sứ về. Vừa mới bước chân tới thì đã thấy Lục Quân và thị nữ bước lại. Lục Quân cao mày, hình như có chuyện không vui. Yến Uyển vội thỉnh an nói: Thuần quý phi nương nương vạn phúc kim an, sao khuôn mặt nương nương lại u sầu như vậy? Lục Quân cho nàng đứng lên cười khổ nói: Hoàng thượng vừa truyền Vĩnh Chương đến Dưỡng Tâm Điện tra hỏi chuyện sách vở, lệnh tần cũng biết đứa con này của bổn cung. Yến Uyển cười nói: Tất nhiên a ca của nương nương tài giỏi rồi, tuy học vấn có chút yếu kém nhưng cũng là người có tính tình ôn hòa đôn hậu, hoàng thượng tất nhiên sẽ hiểu được. Đức hạnh là gốc rễ lập thân, hoàng thượng thấy phẩm hạnh Tamaka không có kém cỏi, cho nên mới để ý đến chuyện học hành của a ca như vậy. Yến Uyển chỉ vừa mới nói như vậy thôi mà Lục Quân mặt mày hớn hở liên tục nói: Khó trách hoàng thượng lại yêu thương lệnh tần như vậy, quả nhiên là người thấy mềm biết cay, là người biết ấm lạnh. Yến Uyển vội cảm tạ lại nói: Nghe nói vài ngày trước gia quý nhân có bất kính với nương nương, mà cũng may nương nương lại là người khoan hậu, bây giờ nàng ta rơi vào thế hiểm cảnh, nương nương cũng chưa từng hạch sách nàng ta. Khả Tâm nói: Cũng không phải sao, gia quý nhân luôn lo lắng cho cửu a ca, lúc nào cũng đứng bên ngoài hiệp phương điện để gặp cửu a ca, nhưng cung quy có hạn, rốt cuộc lại không thể vào được. Hơn nữa cửu a ca ngày đêm khóc lóc nỉ non bất an, nương nương thấy đứa nhỏ đáng thương cho nên còn gọi người mang bình ngọc đến hiệp phương điện để an chẩm. Khoan hồng độ lượng như vậy cũng chỉ có nương nương chúng nô tì mà thôi. Lục Quân thở dài nói: Lúc Vĩnh Chương còn nhỏ cũng không thể ở bên cạnh ta dưỡng dục, mẫu tử chia lìa cơ khổ như vậy ta đều hiểu được, huống chi cửu a ca đang bị bệnh thì ta còn gì phải so đo với gia quý nhân chứ. Hai người nói chuyện qua lại rồi cũng rời đi. Yến Uyển cười nói: Tính tình yếu đuối như vậy, khó trách cho dù là quý phi mà cũng chẳng làm được tích sự gì. Vừa bước vào đồ cổ phòng đã nghe thấy trưởng sự thái giám lớn tiếng quát mắng đám cung nhân: Tay chân cẩn thận một chút đi, hôm kia mới làm vỡ một chiếc bình mang, quản sự cũng đã ăn 20 roi rồi mà tay chân vẫn còn lóng ngóng, cẩn thận da thịt các ngươi đi. Hắn đang quát mắng thì quay đầu đã thấy Yến Uyển đến, hắn vội thay đổi mà cười nói nịnh hót. Lan Thúy cũng không để ý, chỉ nói: Bây giờ cũng đã là tháng 4, nương nương của chúng ta muốn thay đổi ít đồ sứ trong Vĩnh Thọ Cung, cũng muốn cho hoàng thượng có cái mới mẻ để ngắm nhìn, các ngươi có thứ gì tốt không? Yến Uyển mắt sắc, thấy trên bàn có một bình hoa bạch ngọc, nhìn nhẵn nhụi bóng loáng, cho nên vươn tay chạm vào một cái cười nói: Cái này cũng không tệ lắm. Chưởng sự thái giám thấy Yến Uyển thích cái bình ngọc, lập tức cười nói: Ai da, lệnh tần nương nương quả nhiên rất có nhãn lực. Cái bình ngọc này là vật sứ giả Lý Triều đưa đến nhân dịp gia quý nhân sinh hạ cửu a ca. Lúc nãy thuần quý phi nghe nói cửu a ca cảm mạo thương hàn, ngày đêm khóc lóc nỉ non, cho nên mới lệnh cho nô tài đem chiếc bình ngọc đến hiệp phương điện để trấn an cho cửu a ca, cũng là do ngọc khí có tác dụng an thần. Lan Thúy hừ nhẹ một tiếng: Các ngươi không biết được nặng nhẹ sao? Cửu a ca chỉ là con của một quý nhân sinh ra, nương nương chúng ta là phi tần có chức tần, các ngươi coi trọng vật Lý Triều tiến cống là coi trọng bọn họ sao? Yến Uyển liếc mắt nhìn Lan Thúy, Lan Thúy sợ hãi tới mức không dám lên tiếng. Yến Uyển mỉm cười ôn hòa: Tiểu nha đầu không biết nặng nhẹ, khiến công công chê cười Vĩnh Thọ Cung không hiểu quy tắc rồi. Chưởng sự thái giám kia liên tục nói: Không dám. Yến Uyển cười nói: Cửu a ca chính là hoàng tự bất an thì thánh tâm của hoàng thượng cũng bất an, có thứ gì tốt thì mau đưa đến hiệp phương điện đi, đừng có chậm trễ nữa. Dứt lời nàng tùy tay lựa ít mấy món đồ sứ rồi cũng lui về. Ra khỏi đồ cổ phòng, Lan Thúy vẫn còn bất mãn cho nên mới nói: Thuần quý phi cũng là người khôn ngoan mà biết lấy lòng, lấy vật của Lý Triều tiến cống để cho cửu a ca an thần, nàng ta cũng không mất thứ gì, chỉ là mất chút miệng lưỡi, ngay cả hoàng thượng cũng thấy ấn tượng với cái hiền lành của nàng ta. Yến Uyển đột nhiên dừng chân, thò ngón tay che miệng Lan Thúy mà lại giận tái mặt nói: Nói ra những lời đó mà muốn bổn cung nổi giận sao? Nói năng không suy nghĩ gì, không xứng đáng làm người hầu hạ bên cạnh bổn cung. Lan Thúy sợ tới mức câm như hến, vội quỳ xuống nói: Nương nương, nô tỳ không dám lắm miệng nữa. Yến Uyển khẽ than một cái: Đúng là muốn bổn cung nổi giận mà, nếu muốn bổn cung vui vẻ thì mau đi thay bổn cung làm một chuyện đi. Lan Thúy vội hỏi: Nương nương cứ dặn dò đi ạ. Yến Uyển im lặng thật lâu rồi nhìn về phía màu xanh đen xa xôi ở phía chân trời, nhẹ giọng hỏi: Bọn họ mới vừa nói đụng phải cái bình mang gì vậy nhỉ?
Ngọc Nghiên đứng ngoài Hiệp Phương Điện bồi hồi thật lâu, buồn bã mà không thể đi vào được. Vừa vặn Lục Quân có đi ngang qua, Ngọc Nghiên cũng không để ý mà quay mặt đi, giả vờ như không thấy. Ngược lại Lục Quân là người tình cảm, liền lên tiếng, sao Gia Quý Nhân lại đứng ở đây? Ngọc Nghiên hành lễ qua loa một cái, quật cường nói, Thuần Quý Phi nương nương muốn chỉ trích thần thiếp tự tiện rời cung sao? Hoàng thượng đã quở trách tần thiếp, nói tần thiếp không có việc gì thì không được rời khỏi cung, nhưng cửu a ca của thần thiếp thân thể yếu đuối bất an, cho nên tần thiếp đến Hiệp Phương Điện thăm cửu a ca một chút cũng không được sao? Khả Tâm khó chịu nói, Gia Quý Nhân cũng là người đã từng có ngôi vị quý phi, cùng nhau giải quyết lục cung, tất nhiên cũng biết quy củ của tổ tông, thăm a ca đều có ngày an bài, không phải ai ai cũng có thể đến Hiệp Phương Điện được. Lục Quân vội giữ Khả Tâm lại nói, Gia Quý Nhân, mama hầu hạ cửu a ca vẫn theo bên cạnh muội, ta nghĩ mama cũng sẽ chăm sóc tỉ mỉ cho cửu a ca, muội cứ yên tâm đi. Đám nô tài đê tiện, Ngọc Nghiên liếc mắt nói, một ngày không đánh không mắng thì sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Bây giờ đã rời khỏi Khải Tường Cung, nhưng nếu ta không quan sát thì lại không chăm sóc chiếu cố cho cửu a ca. Ngọc Nghiên cười lạnh nói, Thuần Quý Phi cũng là người đã có con, tuy rằng hài tử của mình không được giáo dưỡng tốt, nhưng cũng không cần như vậy đối với hài tử bên ngoài. Nếu hài tử của mình không được quan tâm chu đáo thì ai biết được ngày sau sẽ còn có ý đồ đen tối gì nữa chứ. Lục Quân là người ôn hòa, bây giờ lại nghe lời chỉ trích hài tử của mình, nhất thời không thể nhẫn nhịn được, cho nên liền nói, lời này của Gia Quý Nhân không sai, nếu người mẹ làm điều bất chính thì báo ứng sẽ nằm trên người đứa con. Đáng lý ra giờ đây cửu a ca nên ở lại bên cạnh quý nhân chăm sóc mới đúng, chứ không phải chịu khổ như vậy. Ngọc Nghiên tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, đang muốn cãi lại thì trưởng sự thái giám Đồ Cổ Phòng đưa vật đến. Hắn thấy Lục Quân cho nên liền vội xu nịnh nói, Thuần Quý Phi nương nương vạn phúc kim an, Gia Quý Nhân an hảo. Khả Tâm nói, Gia Quý Nhân chỉ biết chê cười người bên ngoài mà không biết bản thân mình nên làm cái gì. Nếu không có nương nương lo liệu thì chỉ sợ ngay cả việc an chẩm ngọc khí cửu a ca cũng chẳng có. Có thể trông cậy vào một vị ngạch nương như Gia Quý Nhân thì được gì chứ. Ngọc Nghiên thấy người tới cũng không tiện ở lâu, hầm hừ nói, đừng giả mù sa mưa, sở tác sở vi của các ngươi ta đều không biết gì sao. Dứt lời nàng liền phẩy tay áo rời đi. Sở tác sở vi là hành động đã được thực hiện. Lục Quân liên tục cười khổ, ta biết bản tính của ta là vậy, cho nên cũng muốn hài tử an phận thủ thường. Tính tình của Gia Quý Nhân như vậy, nhưng sao lại có kết cục như vậy chứ? Khả Tâm nói, người đang làm việc gì, ông trời cũng đang dòm ngó, nương nương cũng nên nói cho hoàng thượng biết, Gia Quý Nhân tự tiện ra cung, chống đối nương nương. Lục Quân xoa huyệt thái dương nói, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, ta tội gì cần phải ép người ta như vậy chứ, ta cũng cảm thấy đáng thương cho tâm địa của một người ngạch nương. Lục Quân nói xong, rồi dựa vào tay Khả Tâm mà rời đi. Chưởng sự thái giám Đồ Cổ Phòng liền đem bình ngọc đưa vào trong phòng cửu a ca, đặt gần bên gối của hắn rồi dặn dò nhũ mẫu nói, đây là lệnh của Thuần Quý Phi, ngọc khí phải đặt ở gần cửu a ca, lấy làm ninh thần an chẩm và đừng đặt ở nơi khác. Đám nhũ mẫu thấy Ngọc Nghiên thất sủng cho nên cũng không chú ý đến cửu a ca, miệng đáp ứng nhưng lại miễn cưỡng. Đến ban đêm, đám nhũ mẫu càng thêm lười biếng, trong đó có một người tên là Trần Ma Ma nói, thái y nói phải cho cửu a ca uống thuốc, nhưng thuốc kia lại quá đắng. Cửu a ca vừa ngậm một chút thì liền phun ra ngoài, cho nên chúng ta phải uống thuốc kia để thuốc hòa theo sữa, để đút cho cửu a ca uống. Một ma ma khác tên là Lý Ma Ma nói, loại thuốc này còn đắng hơn hoàng liên, cửu a ca sợ đắng không uống được, chẳng lẽ chúng ta không phải là người mà không biết đắng sao? Ta uống một chút thì liền nhổ ra ngoài, A Di Đà Phật, cho dù uống thêm chén mật mà vẫn còn thấy đắng. Trần Ma Ma cười nói, nguyên lai tỷ tỷ cũng giống như ta. Đang nói thì cửu a ca lại khóc rống lên. Trần Ma Ma phiền chán nói, sớm cũng khóc, tối cũng khóc, không cho người khác nghỉ ngơi mà. Hắn khóc không biết mệt, nhưng chúng ta lại thấy mệt trước. Lý Ma Ma xua tay nói, được rồi, vẫn nên đi nhìn một chút đi. Gia Quý Nhân là người nóng tính, coi chừng nàng ta nghĩ chúng ta khắt khe với cửu a ca. Buổi sáng hôm qua nàng ta có tới thăm cửu a ca, lại thấy cửu a ca gầy ốm, cho nên cũng đã quở trách chúng ta rồi. Trần Ma Ma cười lạnh nói, nàng ta đâu còn là Gia Quý Phi đâu chứ, bây giờ đã là Gia Quý Nhân, kém một chữ chính là một trời một vực, mỗi lần đến đều đánh gà mắng chó. Ta thấy cửu a ca trở nên như vậy cũng là vì người ngạch nương mà thôi. Nàng nói xong liền ngáp một cái. Trưa nay cửu a ca khóc lóc không ngừng, ta cũng chẳng ngủ được chút nào, nên ta đi ra phía sau ngủ một chút đây. Tỷ tỷ ra trước nhìn cửu a ca đi. Lý Mama đáp ứng một tiếng, cởi bỏ quần áo của cửu a ca rồi cho uống thuốc,
lại thấy cửu a ca không uống được thuốc, liền nhíu mày rồi ôm hắn lên giường, vỗ vài cái cho hắn ngủ, rồi chính mình cũng nằm trên giường ngủ theo. Đêm dài yên tĩnh, nến đỏ cũng dần dần tàn theo, cửu a ca khóc rồi cũng thấy mệt mỏi mà thiếp đi một chút. Bình ngọc trên bàn chợt lộ ra một chút ánh sáng, lại có tiếng sột soạt vang lên trong đêm lặng, giống như âm thanh quỷ dị. Bỗng nhiên bình ngọc lung lay vài cái, quay tròn trên mặt đất, rồi đụng hai cái bình thanh ngọc ở hai bên, rồi loãng xoảng rơi xuống đất, tiếng vỡ nát vang lên vang dội. Cửu a ca chợt nghe tiếng động cực lớn này, tê tâm liệt phế mà khóc lên. Lý Mama cũng bừng tỉnh, liền xoa mắt thì thấy một con chuột xám bò qua. Lý Mama giơ cây chổi lên xua đuổi đi nói: "Đúng là xui xẻo, đang tốt lành thì lại bị con chuột phá đám." Lý Mama nói xong thì lại liên tục xích xoa đáng tiếc. Bình ngọc đẹp như vậy mà đã bị vỡ nát, thật là đáng tiếc. Lý Mama vội vàng thu dọn, lại thấy cửu a ca không còn khóc nữa thì mới lại vỗ vài cái. Ai ngờ sắc mặt cửu a ca xanh mét, đôi mắt trợn trắng, bụng có chút giật giật, cả người toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, tiếng khóc ngày càng yếu đi. Lý Mama có chút hoảng hốt, vội gọi Trần Mama không ngừng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi cửu a ca đã trắng bệch, tay chân cũng không còn động đậy. Hai người vội lao ra ngoài tri hô: "Thái y, thái y, cửu a ca không tốt rồi." Lúc thái y chạy tới thì cửu a ca đã ngừng thở. Lúc hoàng đế chạy đến Hiệp Phương Điện thăm hỏi thì đã thấy Ngọc Nghiên khóc lóc sướt mướt, ôm chặt xác chết lạnh lẽo của cửu a ca mà không chịu buông tay. Tóc tai nàng bù xù mà ngồi dưới đất, giống như trong lúc ngủ mơ mà bừng tỉnh, trên mặt thống khổ đáng thương không thôi. Hoàng đế thấy nàng như thế cũng có vài phần thương hại, vội gọi tiếng trung và dục hô đỡ Ngọc Nghiên đứng lên. Hoàng đế nhìn nhũ mẫu cả giận nói: "Đang tốt lành, các ngươi sao lại chăm sóc a ca đến mức này chứ?" Quỳ trên mặt đất là viện phán Tề Nhữ Thái Y của Thái Y Viện. Hắn vội nói: "Hoàng thượng, cửu a ca vốn là cảm mạo, lại hay khóc lóc, tâm phế yếu ớt, đột nhiên nghe tiếng bình ngọc vỡ, cho nên chịu không được hoảng sợ mà ngất liệm chết đi." Hoàng đế nhìn mảnh vỡ của bình ngọc trên mặt đất: "Đang tốt lành, sao bình ngọc lại rơi xuống đất như vậy chứ? Có phải các ngươi không cẩn thận không?" Lý Mama bị dọa cuốn quýt mà vội trả lời: "Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội. Bình ngọc này là được người ở đồ cổ phòng đưa tới vào lúc hoàng hôn hôm nay, nói thuần quý phi đưa tới để ninh thần an chẩm. Nô tỳ đang dỗ cho cửu a ca ngủ, không biết sao trong lòng lại có con chuột mà chạm vào chiếc bình ngọc, cho nên mới kinh hách đến cửu a ca như vậy ạ." Trần Mama cũng liều mạng dập đầu nói: "Hoàng thượng, đám nô tỳ không dám nói dối, đúng là a ca đang ngủ ngon lành, ai ngờ lại có súc sinh như vậy chạy vào làm hại ạ." Tề Nhữ nói: "Cửu a ca vốn có chi chứng cảm mạo, thêm việc từ lúc còn trong bụng mẹ lại luôn gầy yếu, cho nên nghe không được tiếng động mạnh. Mấy ngày nay Thái Y Viện cũng cho cửu a ca uống thuốc, nhưng vi thần vừa mới kiểm tra thì cửu a ca cũng chẳng uống được bao nhiêu thuốc, cho nên bệnh tình lại nặng thêm, lại chịu sự kinh hách, cho nên mới không đợi được Thái Y đến ạ." Hoàng đế kinh sợ liền quát: "Vì sao cửu a ca đang bị phong hàn mà lại không cho uống thuốc? Thuốc của a ca đâu rồi?" Trần Mama và Lý Mama hoảng sợ mà nhìn nhau: "Chén thuốc quá đắng, tiểu a ca không uống được nhiều, cho nên Tề Nhữ nói: "A ca tuổi còn nhỏ, uống không được thuốc đắng cũng là điều dĩ nhiên. Nhũ mẫu có thể tự uống, thuốc sẽ hòa vào sữa tươi cho a ca uống, cũng là đều giống nhau. Nhưng vi thần có xem thân thể của cửu a ca thì có thấy các nhũ mẫu cũng không uống thuốc của a ca, chắc là vì sợ thuốc quá đắng cho nên các nhũ mẫu không chịu uống thuốc." Ngọc Nghiên nghe như vậy, ánh mắt dại ra, xoay chuyển hai vòng rồi giao cửu a ca cho dục hô, rồi nổi điên xông lên đánh hai nhũ mẫu: "Các ngươi đúng là người có lòng dạ hiểm độc, xưa nay đều không chăm sóc chiếu cố cửu a ca, bây giờ mới hại chết cửu a ca của ta." Nàng hận đến cực điểm, xuống tay rất mạnh, giống như một mẫu thú điên cuồng mà giơ móng vuốt giết kẻ thù. Đám nhũ mẫu cũng không dám tránh né mà chịu đựng móng tay của nàng cào xé chảy máu đầy mặt, chật vật không thể chịu nổi. Hoàng đế thật sự nhìn không được, phất tay ý bảo người kéo Ngọc Nghiên lại. Trần Mama nhìn không được liền nói: "Lúc này giao quý nhân trách phạt nô tỳ không dám cãi lại, chỉ là cũng do quý nhân có ý niệm hại người khác mà thôi. Cửu a ca đang chăm sóc tốt bên cạnh quý nhân, không phải do quý nhân mỗi lần đến Hiệp Phương Điện đánh gà mắng chó, cho nên trong cung hỗn độn mà khiến chuột chạy đến sao?" Ngọc Nghiên khóc lóc, hoàng đế lạnh nhạt nói: "Làm sai mà lại còn dám già mồm, Lý Ngọc, hai tiện tỳ này chăm sóc hoàng tử không tốt, khiến cửu a ca chết yểu, lập tức đưa ra ngoài đánh nát tay chân rồi sau đó ban chết." Ngọc Nghiên thấy đám nhũ mẫu bị đưa ra ngoài, rồi nàng ôm chân hoàng đế khóc lóc nói: hoàng thượng, thuần quý phi không có ý tốt lành, nàng ta vẫn nghi ngờ thần thiếp chăm ngòi đại a ca và tam a ca bị thất sủng,
cho nên mới đưa Bình Ngọc đến hãm hại cửu A-ca. Cửu A-ca của Tần Thiếp chết thật oan uổng. Hoàng đế xua tay nói, được rồi, chiếc bình ngọc này trẫm cũng đã xem qua, đây là cống phẩm của Lý Triều đưa tới, Thuần Quý Phi không có nhúng tay chân vào cái này, nếu Thuần Quý Phi có sai thì cũng là do quan tâm quá mức con của nàng mà thôi. Trẫm mới nhìn bộ dáng của hai nhũ mẫu, nghĩ cũng là vì bình thường nàng đối đãi với họ không tốt, cho nên họ mới dám sơ sót cửu A-ca như vậy. Đừng khóc nữa, dù sao nàng vẫn còn Vĩnh Thành và Vĩnh Tuyền cơ mà. Ngọc Nghiên khóc đến khàn cả giọng, quỳ gối xuống đất nói, Hoàng thượng, Tần Thiếp chẳng sợ có sai, nhưng chuyện Tần Thiếp yêu thương con cái là không có sai. Tần Thiếp đã nhiều năm bên cạnh Hoàng thượng như vậy, toàn tâm toàn ý hầu hạ Hoàng thượng, vì Hoàng thượng sinh dục Hoàng tự. Nay Tần Thiếp mất đi con nhỏ, nếu không có Hoàng thượng bên cạnh, thì Tần Thiếp sống còn có ích gì cơ chứ? Nàng dứt lời, liền bò đến chân tường rồi đập đầu vào tường. May mắn có Lý Ngọc nhanh tay lẹ mắt, liền kéo nàng lại. Hoàng đế thấy nàng như vậy, vừa thấy tức giận mà lại vừa thấy thương hại, liền lệnh cho Tề Nhữ. Gia quý nhân thương tâm quá độ, khanh cho nàng ta chút thuốc an thần đi. Tề Nhữ đáp ứng, hoàng đế lại nói, Lý Ngọc đưa gia quý nhân hồi cung, thông báo đến nội vụ phủ chuẩn bị tang sự của cửu A-ca. Hắn dứt lời liền vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mà lạnh lẽo của cửu A-ca, khóe mắt chợt lóe lên một tia lệ quang, rồi hắn mệt mỏi đi ra bên ngoài. Cửu A-ca đột nhiên chết yểu làm cho Ngọc Nghiên thương tâm quá độ, không nói nên lời. Vì do Ngọc Nghiên thất sủng, cho nên cửu A-ca vẫn chưa đặt tên. Lúc này hoàng đế cũng khổ sở, liền ra lệnh cửu A-ca chôn vào viên tẩm của Đoan Tuệ Thái Tử, hết thảy dựa vào thân phận quận vương mà thực hiện tang lễ. Mà mỗi lần hoàng đế nhìn thấy Ngọc Nghiên thì đều nghi ngờ lục quân ám hại cửu A-ca, cho nên hoàng đế cũng lạnh nhạt lục quân, lại càng ít đến Trung Túy Cung. Lục quân khổ sở không nói nên lời, chỉ phải lôi kéo Như Ý khóc lóc mà nói, Hoàng Quý Phi nương nương phải thay thần thiếp làm chủ, bình ngọc kia đúng là do thần thiếp đưa tới, nhưng ai ngờ lại có súc sinh kia bò đến. Hoàng thượng đau lòng cửu A-ca, nhưng cũng không thể để thần thiếp chịu cái oan ức này được. Tuy rằng Như Ý không tin lục quân hãm hại cửu A-ca, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ đành phải an ủi. Thuần Quý Phi đừng quá thương tâm, hoàng thượng cũng là đau lòng cửu A-ca, lại sợ gia quý nhân thương tâm mà lại sinh sự bát nháo, cho nên mới tạm thời lạnh nhạt tỉ tỉ mà thôi. Lục quân khóc lóc nói, thần thiếp cũng biết như vậy, nhưng mà hoàng thượng là người nửa tin nửa ngờ, từ trước đến nay đều không hoàn toàn tin tưởng chúng ta. Tốt xấu gì thần thiếp cũng đã phụng dưỡng hoàng thượng hơn 10 năm, vì hoàng thượng mà sinh nhi dục nữ, nhưng rốt cuộc lại không có được sự tin tưởng. Vậy ngày sau thần thiếp sẽ như thế nào đây? Khó trách ngay cả hài tử của thần thiếp cũng không thể bảo vệ được. Lời nói thương tâm của lục quân lại làm cho Như Ý cảm thấy đau đớn. Nguyên lai nàng cùng người bên ngoài đều giống nhau, đều không có được sự tin tưởng hoàn toàn của hoàng đế. Ý Nguyễn ở bên cạnh khuyên nhủ, Thuần Quý Phi nhìn thấy thông thấu thì đừng quá khổ sở như vậy. Hoàng đế đối đãi với Quý Phi như vậy thì cũng đối đãi với gia quý nhân như thế. Nàng thở dài không thôi, có lẽ ngoại trừ Hiếu Hiền Hoàng hậu thì chẳng còn ai có thể ở được trong lòng hoàng thượng. Lục quân nghe vậy lại càng thêm bi thương, như vậy cả đời này của ta đến cùng là vì cái gì? Không thể che chở cho con cái, ân tình không được lâu dài, ngoại trừ cái thân phận quý phi này thì ta chỉ là chiếc bóng cô đơn mà thôi. Đáy lòng Như Ý lạnh lẽo, nghi hoặc cùng với lục quân, cả đời này vất vả truân chuyên, đau khổ dãy dụa cầu sinh, đến cùng là cầu được cái gì? Tuy rằng hoàng đế không thích việc Ngọc Nghiên hãm hại Như Ý, nhưng thấy nàng vì việc con chết yểu mà lại thương tâm như vậy, cho nên hắn cũng thấy thương hại. Lý Triều nghe tin cửu A-ca chết non, cho nên cũng viết thư tỏ vẻ an ủi. Hoàng đế cũng không thể không nể mặt mũi của Lý Triều, ngay cả Như Ý cũng khuyên nhủ, dù sao vẫn còn có tình cảm ngày xưa, lại còn có Vĩnh Thành và Vĩnh Tuyền, hoàng thượng cũng nên an ủi gia quý nhân đi ạ. Lý Ngọc nói, gia quý nhân cũng đã 37 tuổi rồi, tận mắt chứng kiến ấu tử mất đi, chỉ sợ về sau không thể sinh hạ được hoàng tử nữa rồi. Lúc đó Giang Dữ Bân đang ở bên cạnh Như Ý mà chẩn mạch cho Như Ý, nghe được những lời này của Lý Ngọc, rồi lại thấy hoàng đế rời đi thì mới cười lạnh. Lý Công Công cẩn thận, vừa làm được người tốt, lại vừa nhắc nhở hoàng thượng, gia quý nhân giờ đây cũng đã lớn tuổi. Như Ý mỉm cười, vậy khanh hãy nói cho bổn cung nghe xem, khanh đã làm điều gì. Giang Dữ Bân cười nói, đúng là chuyện gì cũng không thể qua mắt được Hoàng Quý Phi, vi thần làm không được chuyện nhẫn tâm mà hãm hại người khác, chỉ là trong thuốc chữa cảm của cửu A-ca có bỏ thêm chút hoàng liên mà thôi, làm như vậy cửu A-ca uống thuốc không được, đám nhũ mẫu lại bị gia quý nhân đánh chửi, cho nên cũng sẽ không chịu uống, tất nhiên bệnh tình của cửu A-ca sẽ không tốt lên được,
Thế nhưng hoàng liên lại có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lại chữa được nhiệt độ cao, dùng trị mộng mị phiền lòng, vi thần cũng không làm điều gì khác nữa. Như Ý cười nhẹ, dùng hoàng liên để khiến cho gia quý nhân nếm cái khổ sở của Khanh và Nhị Tâm đã chịu đựng. Giang Dữ Bân đau lòng nói, vừa nghĩ đến chân của Nhị Tâm không thể đi lại được như người bình thường, là vi thần đau lòng không thôi, vốn thầm nghĩ muốn để cho cửu A-ca chịu chút tra tấn đau đớn ốm đau, ai ngờ hắn lại kinh sợ mà chết yểu như vậy. Hắn cười nhạo nói, cái này đúng là báo ứng, chỉ là hoàng thượng bây giờ đã chịu đến Khải Tường Cung tham gia quý nhân, cũng xem như nàng ta nhân đọa đắc phúc. Nhân đọa đắc phúc là trong lúc gặp xui xẻo thì lại có được may mắn. Tận mắt chứng kiến hoàng đế đến Khải Tường Cung, Lan Thúy có chút lo lắng nói, đã nhiều ngày hoàng thượng đều đến tham gia quý nhân, có lời đồn đãi, hình như hoàng thượng muốn phong chức tần cho nàng ta, nương nương, chúng ta có nên đến thăm nàng ta không? Yến Nguyễn mỉm cười, phong chức tần thì phong chức tần, thăm hỏi thì cũng thăm hỏi, rốt cuộc hoàng thượng cũng vì thể diện Lý Triều mà thôi, chứ không phải vì gia quý nhân. Còn nữa, bây giờ nàng ta cũng đã 37 tuổi, nữ nhân qua tuổi 40 thì cũng giống như hoa nở chóng tàn, nàng ta còn được mấy ngày nữa đâu, bổn cung còn trẻ thì cần gì phải để ý đến cái thương hại của hoàng thượng dành cho nàng ta chứ. Lan Thúy nói, dạ. Yến Nguyễn mỉm cười mà nắm tay Lan Thúy, đem vòng tay xích kim bát bảo đeo lên cổ tay Lan Thúy. Lan Thúy vội lùi về phía sau, vội vàng nói, nương nương ban thưởng, nô tỳ không dám nhận. Yến Nguyễn lại cười nói, chuyện lần này ngươi làm tốt lắm, bổn cung nên thưởng cho ngươi mới đúng. Lan Thúy mím môi cười nói, nô tỳ chỉ là bắt một con chuột đói mà lặng lẽ bỏ vào trong chiếc bình ngọc mà thôi. Đợi đến lúc đêm yên tĩnh, con súc sinh kia ngửi được mùi đồ ăn thì tất nhiên sẽ vội vàng mà chạy ra. Chiếc bình ngọc kia vốn cao cho nên nó không thể bò lên miệng bình, thì chắc chắn nó sẽ đánh nghiêng chiếc bình ngọc mà trốn ra. Yến Uyển cười nói, cái gọi là chuột bự kinh ngạc bình ngọc, đúng là như vậy, ngươi làm tốt lắm. Hoàng thượng muốn trách thì cũng chỉ có thể trách thuần quý phi nhiều chuyện mà quá quan tâm mà thôi. Ngày hôm sau, hoàng đế liền hạ chỉ phục chức tần của Ngọc Nghiên, lại trả lời thư của Lý Triều, lại biểu lòng biết ơn sự quan tâm hoàng tự cùng với gia tần của Lý Triều. Hải Lan nhìn Như Ý cười nói, xem ra hoàng thượng là muốn an ủi nỗi đau mất con của gia tần, bây giờ lệnh tần và gia tần có thể ngồi cùng với nhau rồi. Yến Nguyễn mỉm cười nhìn Như Ý nói, muội muội vẫn còn thua kém gia tần, cho dù có cùng chức tần nhưng gia tần lại có hoàng tử. Nàng vỗ về chiếc bụng nói, muội muội được nhận ân sủng cũng đã lâu rồi mà vẫn chưa có gì, thật không hiểu. Yến Nguyễn nói đến một nửa mới nhớ tới Như Ý vẫn chưa có con, cho nên vội vàng đứng dậy nói, hoàng quý phi nương nương thứ tội, muội muội không phải có ý đó. Như Ý lạnh nhạt mỉm cười, muội muội không cần ngờ vực, muội còn trẻ sẽ sớm có con mà thôi. Nàng nhìn đôi mắt ửng đỏ của Ý Hoang, hòa nhã nói, thư phi cũng vậy, có rất nhiều chuyện đều nằm ở ý trời mà không phải nằm ở ý người, chỉ cần muội có tâm thì cuối cùng cũng sẽ có mà thôi. Ý Hoang lau nước mắt, cố gắng chống đỡ nói, đa tạ hoàng quý phi quan tâm. Như Ý ôn hòa nói, kỳ thật hoàng thượng đối với thư phi muội muội và tấn quý nhân đều phá lệ săn sóc, cũng là muốn các muội sớm có thai cho nên vẫn luôn ban thưởng thuốc mang thai. Nghe nói gần đây gia tần cũng đến thái y viện tìm thuốc mang thai để uống, muốn vì hoàng thượng mà sinh thêm một hoàng tử nữa. Yến Uyển nghe được hai chữ gia tần thì sắc mặt liền có chút khó coi, tuổi tác cũng đã lớn, lại ép buộc thân mình sinh thêm hoàng tử làm gì chứ. Nàng nói xong liền nhìn Như Ý, rồi lại cười nói thăm dò, hoàng quý phi nương nương đang vào độ tuổi tốt đẹp, nương nương cũng nên uống chút thuốc mang thai để sớm sinh hạ hoàng tử đi ạ. Như Ý chỉ cười nói, lúc còn trẻ bổn cung và tuệ hiền hoàng quý phi đều vội vã nhưng lại không có được hài tử, cũng lại chứng kiến hài tử của người khác dần dần nằm xuống đất, cho nên bây giờ trưởng thành bổn cung cũng không còn nóng lòng nữa. Chỉ là sau này suy nghĩ cẩn thận, thuốc của thái y viện tuy tốt nhưng dù sao cũng có 3 phần độc dược, còn nữa chuyện con cái là do ý trời nên bổn cung cũng không cần ép buộc chính mình như vậy. Yến Uyển nhìn thần sắc Như Ý, biết nàng không phải giả vờ, cho nên cũng cười nói, nương nương nói đúng, bọn mùi mùi thụ giáo. Ý Hoang cũng nói, đúng vậy, mấy năm nay mùi mùi luôn uống thuốc mang thai, nhưng rốt cuộc đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì, thôi thì mặc cho số phận đi. Sau khi rời khỏi Dược Không Cung, Yến Uyển liền có chút u ám. Xuân Thiền biết nàng đang đau lòng chuyện con cái cho nên liền nói, nương nương, hôm nay là ngày thập ngũ, chúng ta đi đến Bảo Hoa Điện dâng hương cầu khẩn đi ạ, nô tỳ sẽ đưa nương nương đi một chuyến. Yến Uyển có chút giật mình, Xuân Thiền ngươi nói xem, bổn cung đã uống thuốc mang thai kia nhiều năm như vậy,
mà vì sao lại không có chút động tĩnh nào chứ? Nếu bổn cung không uống nữa thì có làm sao không? Xuân Thiền nói, thuốc này là do hoàng thượng ban thưởng cho Thư Phi, chúng ta đã lấy trộm không dễ, nếu nương nương không uống thì chỉ sợ càng khó có thai hơn mà thôi. Yến Nguyễn suy nghĩ một lát rồi do dự nói, cũng đúng, bổn cung cũng nên đi đến Bảo Hoa Điện cầu khẩn con cái thôi. Đúng rồi, Gia Tần cũng đến Thái Y Viện cầu xin thuốc mang thai, ngươi hãy cẩn thận cái phương thuốc kia của chúng ta, đừng để nàng ta biết được. Xuân Thiền vội nói, dạ, thuốc mang thai của Thái Y Viện cho dù có tốt thì cũng không tốt bằng thuốc của hoàng thượng ban tặng. Mấy năm nay nương nương uống loại thuốc kia đều do nô tỳ tự tay giữ gìn, Gia Tần sẽ không biết được đâu ạ. Yến Uyển vỗ về trước ngực nói, chỉ là Gia Tần không còn cửu a ca cho nên thương tâm đến mức như vậy, bổn cung đúng là cảm thấy thống khoái, lại có thể khiến thuần quý phi bị thất sủng, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Xuân Thiền cười nói, đúng vậy, lúc trước thuần quý phi nghĩ rằng có thể trở thành hoàng hậu cho nên đắc ý không thôi, sau này đại a ca và tam a ca của nàng ta bị thất sủng, bây giờ lại bị nghi ngờ hãm hại hài tử Gia Tần thì ai còn tin được nàng ta nữa chứ. Hai người đang cười nói thì thấy Lăng Vân Triệt đưa hai thị vệ đi đến. Hắn thấy Yến Uyển liền hành lễ, lệnh Tần nương nương vạn an. Yến Uyển cảm thấy mất tự nhiên liền nói, Lăng đại nhân hảo. Lăng Vân Triệt quay đầu về phía sau nhìn hai thị vệ. Hai thị vệ kia hiểu ý rồi lui về phía sau. Vân Triệt nói, xem ra lệnh Tần nương nương trông thật vui vẻ. Yến Uyển hơi có chút không được tự nhiên, bổn cung vì cái gì mà không vui vẻ chứ? Vân Triệt trầm ngâm một lát rồi nhìn thẳng nàng nói, có chuyện thứ cho vi thần lớn mật, chuyện cửu a ca bị chết, lệnh Tần nương nương có biết không? Lông mi Yến Uyển dựng lên, trong cung ai lại không biết chuyện đó chứ? Vân Triệt tiến lên một bước hỏi nhỏ, vậy có liên quan tới nương nương hay không? Yến Uyển giận tái mặt, lớn mật, chiếc bình ngọc đó là do thuần quý phi lệnh cho đưa đi, khanh dám nghi ngờ bổn cung sao? Vân Triệt mỉm cười nói, ai cũng đều cho rằng chuyện này thuần quý phi không thoát được liên can, nhưng vi thần chỉ là phỏng đoán chứ không phải nghi ngờ. Lệnh Tần nương nương, vi thần vừa mới đến đồ cổ phòng, có nghe người đưa chiếc bình ngọc đến phòng của cửu a ca nói, trên đường đi có chạm mặt với Lan Thúy thị tỳ bên cạnh nương nương, mà Lan Thúy cũng đã chạm qua chiếc bình ngọc kia. Vi thần nghĩ sao Hiệp Phương Điện lại đột nhiên có chuột được chứ, lại vừa vặn đụng ngã chiếc bình ngọc mà làm kinh sợ cửu a ca như vậy chứ. Thần sắc Yến Uyển khẽ biến, hơi có chút kinh sợ, vậy khanh tính sẽ làm thế nào đây? Vân Triệt không kiêu ngạo cũng không xỉm nịnh nói, nếu vi thần bẩm báo chi tiết cho hoàng thượng để hoàng thượng định đoạt thì nương nương nghĩ sẽ như thế nào? Yến Uyển cả kinh, lùi về sau một bước, khanh dám. Vân Triệt ngưng thần thật lâu, chắp tay nói, lệnh Tần nương nương, vi thần chỉ biết Lan Thúy có tới gặp người ở đồ cổ phòng, chứ không biết Lan Thúy có đụng tới chiếc bình ngọc hay không, nhưng nương nương phản ứng như vậy thì cái điều phỏng đoán của vi thần đúng là sự thật. Yến Uyển kinh sợ nói, khanh dám thử bổn cung. Lệnh Tần nương nương dám mưu hại hoàng tự thì vi thần sao không dám thử nương nương được chứ? Hắn nói xong liền đi thẳng về phía trước. Yến Uyển hoảng sợ không ngừng, quát lớn, Lăng Vân Triệt. Vân Triệt không quay đầu, Yến Uyển vội chạy lên trước, ngăn hắn lại nói, Vân Triệt ca ca, tình cảm nhiều năm của chúng ta. Vân Triệt ngắt lời nàng thương cảm nói, từ ngày nương nương lừa gạt ta đến Vĩnh Thọ Cung thì chúng ta đã không còn tình cảm gì nữa rồi. Khuôn mặt của Yến Uyển xinh đẹp như hoa thủy tiên, lại chứa đầy lo lắng, nàng vội vàng giữ chặt ống tay áo của Lăng Vân Triệt, kéo hắn lại chỗ xa rồi nói, Vân Triệt ca ca, ta làm chuyện này tất nhiên là vì chính mình, nhưng cũng là vì Hoàng Quý Phi. Gia Tần vu khống Hoàng Quý Phi có tư thông, cho nên Hoàng Quý Phi bị cấm túc ở Dược Không Cung, Nhị Tâm cũng bị nhốt vào Thận Hình Ti mà chịu tra tấn. Huynh không có chút sốt ruột nào sao, ta thay Hoàng Quý Phi báo thù thì có gì sai chứ? Nàng hoảng sợ không nói nổi nên lời. Hơn nữa nếu không phải Gia Tần có ý đồ xấu thì sao hài tử của nàng ta lại bị dọa sợ đến chết như vậy chứ? Đây là báo ứng, không phải do ta. Vân Triệt buồn bực nói, trẻ con không có tội, là do nương nương quá ác độc. Yến Uyển thấy khó có thể lay động được hắn, liền nổi giận, ta quá ác độc sao? Trong hậu cung này ai mà không ác độc chứ? Trên tay ai lại không dính thứ dơ bẩn chứ? Ngay cả Hoàng Quý Phi đứng trên vạn người thì ai biết được tay nàng ta đã từng làm cái gì? Thần sắc Lăng Vân Triệt lạnh như băng, chợt lóe lên một tia thương xót. Hoàng Quý Phi đã làm những gì, ta không thể đi chỉ trích được. Yến Uyển, ta biết Gia Tần luôn khi dễ làm nhục muội, nhưng muội hại cửu a ca, cũng khiến cho thuần Quý Phi chịu sự oan ức. Muội muốn tự bảo vệ mình, thì vì sao lại học theo cách của Gia Tần? Muội không sợ có báo ứng sao? Yến Uyển cười lạnh nói, báo ứng sao? Ta còn có cái gì để báo ứng chứ? Ta không có con cái, đều giống như Hoàng Quý Phi. Nếu đây là báo ứng thì Hoàng Quý Phi cũng chịu báo ứng.
Vân Triệt lắc đầu nói, ta nghĩ đến việc làm của muội là vì Hoàng Quý Phi, muốn tìm cái để dựa vào, nhưng nguyên lai muội vẫn như vậy mà thôi. Yến Uyển, ta không còn lời nào để nói với muội nữa. Yến Uyển hít sâu một hơi, đúng, nếu huynh không còn lời nào để nói mà đi tố giác chuyện này của ta cho Hoàng thượng biết, thì ta cũng sẽ nói cho Hoàng thượng biết chuyện Hoàng Quý Phi và An Các Đại Sư là do Du Phi và huynh thay đổi vòng tay thất bảo. Dù sao con của Gia Tần cũng đã chết, Thuần Quý Phi bị thất sủng, chuyện Nhất Tiễn hạ song điêu như vậy, thì người khác càng tin Hoàng Quý Phi và Du Phi gây nên. Vân Triệt bước tới gần một bước, sắc mặt lạnh lẽo, muội dám. Yến Uyển cười đến bình tĩnh, cho dù có chết thì ta cũng không thể để cho một mình ta chết được. Vinh hoa phú quý của huynh đều do Hoàng Quý Phi cho huynh, huynh nghĩ ta có dám làm hay không? Vân Triệt dùng lực gạt tay nàng ra nói, Yến Uyển, muội thật sự đã thay đổi hoàn toàn rồi. Lời nói của Yến Uyển lạnh như băng giá, lại mang theo vài phần thương cảm. Còn huynh thì sao? Lúc trước huynh chỉ để ý đến mình ta, bây giờ huynh lại không quan tâm đến vinh hoa phú quý, mà chỉ để ý đến Hoàng Quý Phi. Trong lòng Vân Triệt khẽ rung lên, Hoàng Quý Phi là ân nhân của ta. Yến Uyển ngưỡng mặt lên, nhưng nàng ta cũng là nữ nhân, bỗng nhiên nàng lại thấy đắc ý vài phần, chỉ là nàng ta lại lớn tuổi hơn ta. Ánh mắt Vân Triệt thản nhiên nhận lấy cái đắc ý mỉm cười của nàng. Đúng là Hoàng Quý Phi lớn tuổi hơn muội, nhưng muội có biết vì sao nàng ấy lại có được sủng ái nhiều hơn muội không? Ánh mắt Yến Uyển co rụt lại, ta trẻ tuổi hơn nàng ta thì nhất định sẽ có ngày sủng ái của ta nhiều hơn nàng ta. Vân Triệt khẽ lắc đầu nói, ta biết tay nàng ấy không sạch sẽ hoàn toàn, nhưng dù sao nàng ta vẫn còn có tâm ý, vẫn còn có cái ưu việt. Nàng ấy không giống như muội, ngoại trừ dựa vào A Du nịnh bợ thì muội cũng chỉ biết âm mưu hãm hại người khác. Hắn nói xong liền phất tay áo rời đi. Yến Uyển bỗng nhiên rơi nước mắt. Vân Triệt ca ca, cho dù ta không còn tốt đẹp như xưa, nhưng huynh cũng đừng quên chúng ta là thanh mai trúc mã. Ta, cho dù ta có thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ quên được điều đó. Vân Triệt thấy nao nao, thần sắc phức tạp khó tả nổi, rồi cô đơn một mình rời đi.